Hello, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau học một số thủ thuật vẽ Excel các bạn nhé. Thì cái thủ thuật đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cách đánh số thứ tự một cách tự động và điền dữ liệu tự động trong các tập tin các bảng tính Excel. Ok, giả sử như các bạn có được một cái bảng tính Excel như thế này thì thông thường á chúng ta sẽ có một cái cột đầu tiên đó là cái cột số thứ tự. Thế thì làm sao chúng ta có thể đánh cái số thứ tự cho cái cột này? Thì các bạn hoàn toàn có thể gõ từng cái số vào đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Thì nếu như mà cái bảng tính của chúng ta ít á, ví dụ như là 5 cột, 10 cột, 20 cột thì chúng ta có thể gõ được. Nhưng giả sử như bảng tính của các bạn có khoảng một, xin lỗi, dòng, các bạn có khoảng 1.000 dòng thì chúng ta sẽ phải làm sao đây? À, chúng ta không thể nào gõ từng cái dòng như thế này được. 5 dòng, 10 dòng hay là 100 dòng đi nữa thì cho rằng các bạn có thể gõ được, nhưng con số lớn hơn rất nhiều thì các bạn sẽ không thể nào gõ được. Và cái việc gõ như thế này nó sẽ rất là mất thời gian. Thế thì làm sao để chúng ta có thể đánh số thứ tự một cách tự động được? Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm nhé. Chúng ta có một số cách sau đây. Cách đầu tiên á là chúng ta sẽ điền cái con số đầu tiên mà các bạn muốn đánh ấy, nó sẽ vào ngay cái vị trí của cái dòng đầu tiên. Rồi sau đó các bạn sẽ rê con trỏ chuột vào cái góc phải bên dưới của cái ô đó, các bạn sẽ thấy có một dấu chấm màu đen. Khi mình rê chuột vào nó sẽ hiện ra cái dấu cộng ở đây các bạn nè, nó sẽ hiện thị ra cái dấu cộng nhé. Sau đó các bạn sẽ giữ giúp mình cái bàn phím, giữ phím Control và các bạn thấy nó hiện ra một cái dấu cộng nhỏ. Chúng ta click chuột vào, click chuột trái vào và giữ kéo kéo chuột trái xuống nhé, kéo chuột xuống. Tức là click chuột và giữ cái chuột đó và kéo kéo chuột xuống, thì lúc này chúng ta sẽ có được một cái cột là đánh số tự động như thế này. Đây là cách đầu tiên các bạn nhé. Ok, bây giờ cách thứ hai thì các bạn sẽ điền giúp mình hai dòng đầu tiên đây, một nè, hai nè. Sau đó các bạn sẽ bôi đen hai cái dòng đầu tiên. Rồi tương tự như vậy thì các bạn sẽ không cần giữ phím Control lúc này nha. Cái thao tác hồi nãy thì giữ phím Control nhưng bây giờ thì không, chúng ta chỉ cần rê chuột vào đây, sau đó chúng ta kéo chuột xuống như thế này là nó cũng sẽ đánh số tự động cho chúng ta. Ok, nhưng mà các bạn ạ, nếu giả sử như mình có 1.000 dòng hay là 2.000 dòng hay là 10.000 dòng thì cái việc mà click chuột và kéo xuống á, nó cũng rất là mất thời gian. Thì có một cách hay hơn, đó là chúng ta chỉ cần bôi đen hai cái dòng đầu tiên, sau đó các bạn sẽ rê con trỏ chuột vào cái vị trí chấm đen và các bạn double click chuột hai cái giúp mình nhé, double click chuột hai cái như thế này đó. Thì khi các bạn double click chuột hai cái thì hệ thống á, nó sẽ tự động điền hết tất cả những cái dòng mà trong cái bảng tính của bạn có dữ liệu. Ví dụ như cái bảng tính của bạn có 100 dòng thì nó sẽ điền vừa đủ 100 dòng là xong. À, đó là cái cách để chúng ta điền số thứ tự tự động. Thế thì ở trong Excel á các bạn, nó cho chúng ta điền một số cái thông tin khác tự động nữa. Ví dụ như các bạn có thể điền những cái ngày tháng năm tự động nè, hoặc là một số cái thông số khác tự động. Ví dụ ở đây mình có thể điền nha, điền ngày sinh nha các bạn, điền sinh là ngày 1 tháng 1 đi. Thì ở đây là nó hiện chữ là 1 January á, thì thật ra là do mình chưa có chỉnh format. Thì làm sao để hiển thị cái format theo cái kiểu Việt Nam á, kiểu ngày tháng năm của Việt Nam, thì các bạn vui lòng xem trong những cái video tiếp theo của mình nhé. Còn trong video này thì mình coi như là chưa biết gì hết, mình cứ để như thế nhé. Rồi đây là ngày 1 tháng 1, thì các bạn có thể giữ phím Control và các bạn kéo chuột xuống như thế này thì cái này xin lỗi các bạn thì nó sẽ không tăng lên, nhưng mà giả sử như các bạn điền ở đây á là ngày 1 xong rồi các bạn điền đây là ngày 2 tháng 1 nhé. Đó. Xin lỗi. Ở đây thì chúng ta phải điền trước. Đây. Thì chúng ta sẽ điền hai cái ô đầu tiên. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bôi đen hai cái ô này. Rồi các bạn double click chuột vào đây giúp mình. Thì nó sẽ điền những ngày còn lại, ngày 3 tháng 1, ngày 4 tháng 1, ngày 5 tháng 1. Ở đây ví dụ như không phải là ngày sinh đi mà nó sẽ là một cái cột khác, ví dụ như là ngày làm việc hay gì đó, thì thông thường chúng ta sẽ có thể là điền từ ngày 1 cho tới ngày 31 của tháng, hay là tới ngày 20 30 29 của tháng gì đó. Thì đây là cái cách để chúng ta có thể điền ngày tháng năm một cách tự động. Ok. Như vậy là các bạn đã biết cách để có thể điền được số thứ tự một cách tự động đúng không ạ? Và cái cả là điền những cái thông số về ngày tháng năm nữa. Nếu các bạn có năm không thì các bạn chỉ cần nhập năm vào, các bạn kéo xuống cũng được nhé. Nó giống như là một con số bình thường thôi. Thì nếu các bạn có câu hỏi và có thắc mắc gì, các bạn hãy comment phía bên dưới nhé. Và nếu các bạn có góp ý thì cũng xin góp ý với mình trong cái phần bình luận phía bên dưới. Và nếu các bạn thấy hay thì xin cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh các bạn nhé. Mình rất mong các bạn sẽ ủng hộ mình qua cái việc là đăng ký kênh. Và ngay bây giờ mình mời các bạn click vào cái video bên trái hoặc bên phải màn hình để tiếp tục xem cái thủ thuật về Excel tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.